Hello mọi người, thì hôm nay Quang sẽ quyết định làm tiếp tục thêm. Hôm bữa là mình làm con Iron Mod rồi. Hôm nay mình sẽ đi tìm con Tyranita để cùng nó đi xuống dưới DN để có thể là tìm thấy cái con gọi là Iron Thorn, đúng rồi. Nghĩa là gọi là sắc sừng, cái thorn là cái sừng đúng không nhỉ? Và cái Iron là sắc. Đấy. Rồi, đó bài, hôm nay chúng bọn mình đi lên vùng núi cao để đi bắt con. Ở đây mày bắt gì bắt nha, tí tao tự bắt nha. Gì vậy, mày làm cái gì vậy? Làm lên mời cho con heo. Rồi, con heo của mày tí nó gặp con Iron tí nó mày xuống dưới đó mày. Mày cố gắng hôm nay mày cũng phải bắt con Iron, chứ không mày sẽ đội hình của mày sẽ không có con Iron đâu. Được rồi, bây giờ tao lên núi nè, mày ở dưới đó mày luyện đi nha. Tí là đừng đi theo tao. Mày ngu quá, tao sao mày đóng cửa Pokemon đi chứ. Rồi, chúng ta đã bay lên được ở trên đây. Ha ha, trên vùng này là cái vùng... Ê, vùng này thì không có con kia đâu. Quên, bên cái vùng này thì sẽ không... Lên núi đá đúng không? Ờ, bây giờ mình phải bay qua vùng núi đá. Khúc này nó không có núi đá. Ôi, trời, nhìn đẹp chứ trời. Ủa? Ôi, các bạn nhìn nè. Ôi, đẹp mê ly luôn. Nhìn đúng xịn luôn các bạn ha. Con này nó muốn bay xuống rất là khó. Nó chỉ bay lên vậy thôi các bạn ơi. Và con bọn này di chuyển quay cực kỳ hình như hơi dốt một chút. Cái vùng núi mà mình đi quay bên kia khúc nào mình quên mất tiêu rồi. Cái con Iron của anh nào anh đang cưỡi con thường hả? Con nó con kia nó đâu cho ta cưỡi đâu. À, Con Iron nó không cho mình cưỡi các bạn ạ. Nói chung mình lại tăng độ cao ghê quá thì cái chứ tụi này tăng độ cao ghê thí mồ luôn. Nào để mình coi cái bản đồ. Ôi, vẫn chưa thấy được cái khu vực nào gọi là núi bên đây để mình đi tìm cái con Tyranita. Chúng ta cần phải có con ác thần Tyranita nha. Sau đó thì chúng ta mới có thể là đi tìm được con kia. Có con đó thì mình mới tìm con kia dễ dàng được. Phải mang nó ở vị trí đầu tiên. Ôi bên đây là núi tuyết rồi. Ôi khó quá đó bơi. Mày đi tìm cái vùng đi tí tao qua nó. Ở dưới đây có cái làng nè. Ôi, có làng sâu trong rừng luôn kìa. Ây, hình như đâu đâu. Cái làng gì ở chút ít à? Ủa, đâu có gì đều đâu. Ôi, bên đây tao thấy cái vùng đất rộng lớn lắm luôn. Sương mù, giờ đi sáng sớm quá, nó còn sương mù các bạn ạ. Làng này Tundra, khu vực Tundra. Ồ, cái vùng đẹp lắm đó ơi. Tundra, Basin nè. Ôi, cái vùng gì ghê vậy trời. Ai mình có thể xuống cách nhanh bằng cách mình nhảy ra nó. Ui, ghê vậy. Lava trắng đó bà. Cái gì lava trắng kìa? Ừ mày, cái này lava trắng. Ui nè. Ừ, cái chỗ này lava trắng hay gì các bạn ơi. Ừ, để mình coi nó thông số là cái gì. Frost magma đúng rồi nè. Ui, magma tuyết các bạn ơi. Lần đầu tiên mình nghe có là gọi là magma tuyết á. Ồ, cái khu vực này đẹp quá vậy. Nhìn nó kiểu... À đúng rồi, y như cái núi tuyết mà lại có magma. Ảo thật sự. Cái vùng này, à cái vùng này nó xuất hiện con Glacier nè. Cái vùng này là nó xuất hiện con Glacier, mọi người thấy không? Bây giờ Saturn Glacier. Cái vùng này xuất hiện con ngựa đấy, con Glacier. Ôi chết rồi, nó đi im ngó nãy giờ nó đi tìm nó có con Glacier hay gì, nó im dữ trời. Ui có cái con này luôn. Đang đi kiếm núi. Đây nè, qua đây nè, có Glacier ở đây nè. Uầy, nó hùng vĩ dã man luôn. Trời ơi, biết ngay mà. Nó im, nó đi vô nó bắt con ngựa băng kìa mọi người ạ. Cài với tì đây. Trời ơi. Rồi luôn, giờ nó bắt con. Đứng. Trời, nó đuổi mình đi, nó luôn bắt luôn. Được rồi, bây giờ mình kệ luôn các bạn. Mình sẽ đi tìm cái vùng núi khác. Cay rồi đó nha. Bây giờ, mình sẽ đi tìm cái vùng đất khác. Ghét con núp rồi đó, bây giờ tí nữa mình sẽ bắt con Iron. Tại vì nó chưa biết con Iron Thorn sẽ như thế nào đâu. Đó, đây là gọi là tấm chiếu mới mà. Rồi, để tí nữa mình coi cái gì vậy. Ôi trời, ít speed cái này có thể tăng tốc speed cho Pokemon à. Nhưng mà dùng sao nhỉ? Mình sao không bỏ được vô người đó ta. Sap boost the speed start Pokemon during battle. It's where I will withdraw. Ủa sao mình không đặt xuống được nhỉ? Sao mình không dùng được nó? Thôi bỏ đi. Ok, chúng ta sẽ cùng bay với mình tiếp để mình đi tìm nốt cái vùng nước lại. Rồi, thôi để nhường chân núp đi. Bây giờ nó có con huyền thoại cũng được ấy. Bây giờ mình sẽ bay qua vùng khác. Ôi, cái vùng này là vùng mà gọi là mọi người biết là gì không? Đây là cái vùng
ta, cái vùng đầm lầy các bạn, vùng cây đầm lầy to luôn ấy, nhìn nó đẹp thật sự. Ơi bên đây là cái vùng cây nữa rồi, đây mình mở bản đồ mình coi, follow mình đó, follow đây. Ok, chúng ta đi qua khám phá vùng đất mới, tại vì nhiều vùng đất đó nó sẽ có nhiều con Pokemon khác nhau. Season đây là Season Otaga. Bây giờ anh sẽ đi vừa sâu sâu bên trong tí, kiếm một cái vùng núi. Ui, ở đây cũng có một cái đấu trường của dân làng nè. Đặc biệt á, bữa sau thì mình sẽ khám phá ở dưới Nether các bạn. Ở dưới Nether nó có ngôi làng sinh sống, tất cả có cửa đồ trainer đồ ở đó luôn ấy. Nó cũng rất là hay, và có khu vực hình như là mình nhớ là không làm là có cái đền thờ của con Duck Rai các bạn. Lần đầu tiên ở trong đây nó có cái đền thờ gọi là đền thờ của Duck Rai nha. Mà chắc là đền thờ Duck Rai là ra con Duck Rai xịn đấy các bạn ạ. Ôi, nó mượt cái chỗ này nó ra. Ôi, lại một khu ở đồng bằng đó nè. Ôi khu này là lút bóng được nha. Sẵn tiện xuống luôn. Cái này sẽ rớt không bị dính đam vì trong đây thế giới này. Ok, mình sẽ lút một ít bóng đi. Rồi. Đó, chỗ này thì lút đi một mình thôi, ai núp giờ nó ham bắt quá, giờ mình đi một mình qua đây thì quá là ngon luôn các bạn ơi. Ôi, chỗ này ôi bây giờ thì quá trời bóng luôn, mình giục mấy cái đồ tào lao lại đi. Cái này bỏ lại đi, cái này là full heal cầm đẻ cũng được. Momo nè, Clura Cassin. Cái chỗ yếu là mình cần bóng. Đây, cần bóng này để tí nữa mình sẽ đi. Ủa, sao nó có quả bóng ở chỗ này ta? Trời ơi, quá là nhiều đồ luôn các bạn ơi, lúc hồi nãy giờ chưa xong luôn nè. Thề lút quá trời là nhiều đồ. Antidor là kháng độc. À, mình lút sáng từ sáng tới tối luôn, qua ngày mới luôn. Tại vì đi lút một mình nó đã quá các bạn ơi. Tại vực đất trong đây thì nó cứ ra ngẫu nhiên. Ui, ở đây có game đó mọi người. Tumble Stone, Blue Sash. Ủa, Blue Sash dùng cái gì nhỉ? Ui, bóng nè. Mình có con kia thì mình không lấy đâu. Poison, ok, lấy cái này cũng được. À, mình sẽ chọn cái này. Ui, ngọc lục bảo nữa. Lấy ngọc lục bảo cho mình trader với mấy trader cũng được. Ok, nói chung là cũng khá là ổn mà. Loot cũng được khá bóng rồi đó. Đi về cái vùng núi cao tiếp thôi các bạn ơi. Rồi, cuối cùng thì mình đã tới được cái vùng đó, chính là vùng Mountain rồi các bạn ơi. Ở cái vùng này á, thì mình có thể tìm thấy được con Tirita khá dễ. Ôi, con miếng sao là con này có thể như phải tìm đấm rất là mạnh luôn á. 51 hả? Bây giờ để lại thông số ở đây rồi. Đội hình của mình lấy con Iron Mod quýnh nó coi nào. Và bên gần mình nó cũng có xuất hiện cái con đó, chính là con Tirita. Và con này để mình chuẩn bị mình bắt để mình tiêu diệt con miếng sao đã. Miếng sao nè, miếng sao nè. Vùng này thì chắc chắn với mọi người, vì ban đêm thì nó rất là nhiều con Tirita cho mọi người có thể bắt được nha. Đây, trên bản đồ chúng ta có một con. Bản đồ chúng ta có một con rồi nè. Nhanh nhận mọi người cứ hãy đứng một chút nữa, và bọn này nó sẽ ra rất là nhiều vì cái mùa mô tình. Bọn này nó rất là nhiều luôn. Được rồi, level 29. Được rồi, về ban đêm thì mình sẽ dùng cái quả đầu tiên, đó chính là quả Quick Ball. Đây là phát trên thì mình sẽ dùng cái quả này bắt, thì nó sẽ rất là hiệu nghiệm khi mà cái quả bóng đầu tiên bắt, và bọn này tỷ lệ bắt rất là cao. Ui, Suicune xuất hiện luôn các bạn. Trời ơi, It's snow bích cho mọi người bãi biển à, bãi tuyết hả? Ok, dùng quả đất bo thôi mọi người. Chắc là được chứ. Ui, khó vậy. Để coi mình bướng nữa không. Ôi trời, bướng dữ vậy. Có nên cho nó cú đấm. Mình sợ con level 63 này đấm, con level 30 thì quýnh cá chết luôn, nên thành là thôi, tha cho nó vậy. Rồi, hụt luôn rồi, không có gì luôn rồi. Này, tao có mấy quả deadball thôi mày ơi, đừng có chơi về chết tao. Ui, nó chơi chiêu gì đỉnh nha. Rock Trout hả, nhìn ngầu ấy. Ui, quýnh mất con mình mất máu luôn mày ơi. Ghê đấy. Trời ơi, con này sao mà level 29 hả, bắt khó vậy.
không tin là bắt không được mày đâu nha. Rồi, không nữa rồi, tiêu rồi. Deadpool về ban đêm bắt mà hụt rồi hơi ảo đấy. Ôi, con này nó khó chịu quá ta. Ôi trời ơi, rồi chết luôn rồi mọi người ạ. Đậu xanh thì chứ còn chiêu chết luôn rồi. Ok, mình ha. Thì bắt con khác của nó level cao á, bắt liên tục không nữa nè. Không. Thành ra mình nghĩ là ở đây thiếu gì mọi người. Ở khu vực này mình cá mọi người rất là nhiều con à, rất con nhiều trên data luôn. Ê, đừng nói tôi là đi vô có con đó nha. Cái quê vậy. Cái chiêu phai bên quýnh cái chết không các bạn. Thề cay thật sự luôn. Cái level thấp quá. Nó chịu không nổi một cú đấm của mình ấy. Cú đấm ngàn cân. Rồi bây giờ thì mình sẽ ở khu vực này đợi xíu nữa cho con tên này ra nó xuất hiện lại. Ai sao lần này mình nhớ mọi lần á là tên này ra nhiều con á, mà sao lần này nó ra có một con ấy ta. Nếu mà mới bay vô mình nhảy xuống á là cái nó có luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là sẽ ra nhiều chứ. Đúng một con. Ẩn thật. Ok, có cấp rồi. Bây giờ mình sẽ giả bộ mình bay đi và mình nhảy xuống lại. Đây đúng không? Mình sẽ bay qua cái vùng bên đây. Lustura. Ok, cái mình sẽ bay lại cho nó refresh được cái Pokemon ấy. Cái mình sẽ nhảy xuống dưới lại. Rồi, nó sẽ refresh cái khu vực này lại và nó sẽ xuất hiện cho mình con Lavita. Lavita thì tỷ lệ ra cũng dễ mà, 3% hay sao, tầm 3-5% xuất hiện cái khu vực này. Còn Ligon thì chắc chắn có nhưng mà nó sẽ đợi lâu hơn. Ơi đùa hả men, tất mình phải tiêu diệt bọn này quá. Fire Blast nè, ôi 1% máu kìa. Tính ra là hình như là hay do trời nó chuyển chỉ có gần sáng sớm á, thành ra con tin data nó không có thôi. Tiêu diệt hết đám này coi. Cái con Nuzlocke này nè, nó sẽ tiến hóa thành con mình đang có đó các bạn. Con gì mình Stonezoner. Hey, cũng chưa ra luôn kìa. Ảo gì trời. À đây rồi. Trời ơi, lâu thiệt lâu luôn mới chịu ra. Quê. Nó đâu thế nhỉ? Ủa. Lại lại vừa 29 nữa. Đậu xanh. Làm ơn đi, one hit nha. Đến bọn quay tin lâu lâu một chút đi. Ủa nó trưởng lại kìa, nhỏ con mà láo nha. Primeborn. Quả này nó chê vào đâu được. Nó bóp xuống rồi. Ok, mình sẽ dùng quả Quick Ball. Ôi, tưởng được luôn các bạn ạ. Con này á thần, thành ra là bắt cũng hơi khó đấy. Chắc chắn là free rồi. Mình sẽ đổi về quả Ultra Ball. Ultra Ball bất diệt. Này, quả Ultra Ball như thế này thì chắc chắn là tỷ lệ bắt thì dính cao nhất rồi. Trời ơi, các bạn thấy không? Nó level 29 thôi mà nó đập đồ hình của mình kìa. Áo trời, nó đập cái con Volca. Nói chung là khắc hệ đó, nhưng mà nó đập mất máu quá nhiều luôn á. Nó chênh lệch quá nhiều level. Trời. Ok, biết phải đem con nào ra các bạn ơi. Đem con này ra nè. Chấp chờ đồ hình. Tuổi luôn, xin cái tuổi mà ăn được con này. Rồi, dùng cái quả bóng này thôi. Deadpool lần cuối. Rồi, bắt nó tới sáng luôn rồi đó. Rebirth Ball bắt hơi nhiều rồi nha, dùng quả này coi. Ok, được rồi.
Cuối cùng thì mình đã có nó rồi. Rồi, đúng có một con mọi người, một vùng có một con ảo thật sự luôn á. Rồi, mình sẽ lấy em ấy ra thay cho em Stoner. Em này giờ cùi quá rồi các bạn ơi. Không thể nào vô đầu hình của mình được nữa. Rồi, đánh là tới ban ngày luôn rồi. Bây giờ thì đội hình của mình đã có con Lavita. Con này sẽ tiến hóa lên thành được con Tiranita nha. Con này thì mình có thể dùng để đi BK được một con này luôn. Nè, dùng rock thời rau nè. Rồi, ghê chưa Con này kích tính là nó chùm chùm. Ui, Evo luôn các bạn ơi. Ngon lành chưa. Trời, hên dữ vậy, mới ra là tiến hóa luôn rồi, hên dữ ta. Lần trước mà tiến hóa con này nó tù tù kiểu gì mà sau lần này. À, con này tiến hóa lên Bubita. Và Bubita nhanh tiến hóa lắm. Iron Defense, chúng ta sẽ bỏ qua cái chiêu này đi. À, xịn chưa. Rồi, chúng ta có Bubita rồi, con này sẽ tiến hóa lên được con Tiranita. Đây, level 36 cân kèo luôn. Rocktron, quan chiêu coi. Ôi mẹ ơi, cái gì vừa xảy ra vậy? Mình bị ảo, mình bị ngáo rồi. Ok, nhưng mà ta có revive mà. Tỉnh dậy đi cưng. Mày sẽ biết cao thế. Mình level 30, không có level 36 là đúng rồi. Iron mod ra này. U, con khứa này mạnh nha. Đùa chắc. Ôi mày giỡn mặt cái tao hả con khứa này. Rồi đổi con khác nè. Mày giỡn mặt à. Anh đại ra gánh kèo đại ơi. Con này nó bố láo nè đại. Toàn con một con hề lửa. Tầm này núp lại có mấy con bụi hitbon này đã chết luôn. Nè, sống giùm cái. Ôi giời, 100 máu cũng ghê đấy, cũng ghê đấy. Ô, vừa hít cái nữa. Thở tiếng oxy luôn chứ thở gì nữa. Ôi, học được ít quay các bạn ơi. Ngon lành, chiêu này là chiêu rất là mạnh luôn. Động đất nè. Này như nè. Bùm. Trời, bọn này bây giờ là chỉ là tôm tép thôi. Rồi, lên cấp Stone S nữa. Ok. Ui, cái Ray Powder, cái chiêu này là chiêu... chiêu phụ, chiêu ẩn á. Not Green Stone là gì ta? Ơ, con kia mà chơi ít quay là ẩu rồi. Chờ Stone S đã chết nè, thả đá vào đầu nè. Gì Stone S không trúng được à? Với Stone S rất là mạnh mà thả đá vào đầu là kiểu đỡ không nổi luôn á. Đây. Anh ra cho mà. Nè, Stone chịu nổi không? Uầy, con này chịu nổi các bạn ơi. Ít quay chắc chắn là gục ngã nè. Ui. HP, Super Potion. Bóp lên, ảnh. Ok, one hit luôn. Đậu xanh nó chứ nó mạnh rứa. Cay rồi nha, hay cho mình đang đói ta. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi con khác ra. À, cho con này đi. Chùm lương thiện. Đây rồi, chùm lương thiện đây rồi. Chùm lương thiện nè, đỡ giùm cái hộ luôn. Thờ đó thôi, không lấy chiêu này đâu. Check down cũng không lấy chiêu đó, mấy chiêu normal cũng khá là ok á. Nhưng mà mình sẽ không cần thiết đâu. Mà liền cho con này lên ở tiến hóa bậc cuối cùng á. Thì con này sắp tiến hóa năm mấy không ta? Rốc thật ra con nào? Rốc thật ra chứ con cô Zoman này không xin dê. Ít quay đi. Con này ít quay sẽ mạnh hơn. Con cái sắt này, lấy ít sắt. Ôi, trên trời chim nhiều dữ vậy. Rồi, con này con voi là bao nhiêu đây? Ăn uống ok, cơm mọi được. Bay bắt cũng được. Cái chiều đất của con này khá là mạnh các bạn. Nhưng mà con này học được đắc vun á thì gọi mình nghĩ là con này bắt đắc vun là cái chiêu ok nhất của nó. Khỏe đắc và khỏe râu cực kỳ khủng khiếp từ Tiranita các bạn. Con boss Tiranita rất là mạnh nha. Santom một cái talent, một cái kiểu bảo khác, các cây đam nó sẽ rút máu từ từ. Nó tạo ra cái talent cho nó mọi người, cái vùng gọi là cái vùng gì nhỉ? Nói chung là không gian lợi cho nó. Bay bắt cái nữa nào. Bọn này quýnh lên level ít quá, nó cần nó liền ít ngon rồi.
boss thì mình cân không lại các bạn ơi. Con boss thì không lại, mình phải có con hệ đặc biệt của nó chơi lại boss. Con boss này nó mạnh lắm, nó trên nó quá khủng luôn á. Earthquake nè. Level 48 rồi, chúng ta sao không có này level cao cao tí nó liền nó dễ nha. Earthquake nè. Đây. Con này nó cày sắt là đúng đã luôn á. Ở phía trước chúng ta có một quay con đang chịu đỡ quay luôn, chịu nổi một cái luôn, chịu nổi một cái luôn, nhưng mà cái thứ hai nó chắn gãy rồi. Hippo Beam, ok, một cái chiêu gọi là một chiêu normal khá là khủng các bạn. Đổi thứ coi, nó quấn ra nó chuyển là tia lửa vàng không? Tia gọi là tia beam, beam là tia kiểu như beam của Iron Man á. Đây, ôi đúng ngay cỏ luôn vẫn còn mọi người. Ôi chiêu này thì khủng lắm. Đây nè, bắn xuyên tâm tiễn nè. Ê học á, ôi chiêu này chiêu normal ổn phết nha. Gặp nhiều con kỳ hệ quá đó mình sử dụng chiêu này khá là ok đấy. Ôi khá là ngon luôn. 53 rồi, con này 56 tiến hóa không nhờ, mình nhớ không làm là 56 không biết đúng không nữa. Morning Sun, ui nó tạo ra một cái trời nắng các bạn, cái này cũng ok, chiêu búp khá là hiệu quả cho con này. Tôi quýnh nãy giờ luôn chưa tiến hóa nữa. Rock ra vậy. Rock ra thì không mạnh bằng chiêu normal. Rồi, ok các bạn ơi, nó đã tiến hóa rồi nè. Rồi, tiến hóa rồi, chúng ta sẽ tiến vào cái vùng The End thôi. Rồi, ô. Được rồi, Cotinita là chúng ta bây giờ là đã tiến hóa một cái dùng gọi là dùng đất cuối cùng của Minecraft. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì mình đã tới cái vùng đất này sau thời gian tìm kiếm chờ đợi thì cuối cùng một con như con Chirita đã xuất hiện sau khi mình ngồi cái cửa trên em gọi là em gì ạ? Dạ Chirita và em Iron đã xuất hiện nè mọi người. Nè, nhìn nó kìa, chẳng khác gì con này cả. Như hai anh em nhưng mà nó là một dạng không phải kiểu cái form mà giống mọi người. Khủng long cao to lực lượng mới. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng con cho nên con đó thì phải dùng con khẩu thì sao ta, không biết quýnh nữa không, nhưng không phải không biết quýnh nó chết không, chết đợi rất là lâu mới ra được con này. Thử chơi nó một cái bom hạt chấm thôi, tập cái một quốc cái chết không ta. Còn trước tiên quốc nó thì mình sẽ dùng cái quả quýt bon đi. Ngày nó dùng này quả đập xuống đây là cầm thành ghê rồi. Ê, một cái bắt được luôn các bạn, ảo thật sự. Quả Quick Ball bắt được cái luôn kìa. Oh my god. Oh no. Ok, bây giờ mình không cần dùng con Tereta nữa. Đây là đội hình đã thay đổi cho mình, thành ra là mình sẽ đây, Iron các bạn ơi. Yeah, Quick Ball một phát một bắt luôn. Con này, bọn này nó không cho mình cưỡi các bạn ha. Bọn này nó mò rất là chảnh luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Ui củ ngầu, nguyên một củ ngầu luôn. Thử mình chợt nhận ra là không cần phải đến cái vùng small mọi người, làm củ bay một khỉa luôn. Đây, ô, nó hệ hoàn toàn khác con kia các bạn ạ. Ui, để mình coi nó hệ gì nhá. Ui, nó hệ rock and electric mọi người ạ. Đá với lại điện. Được nhờ, được quá nhờ. Nhưng mà mình thấy cái hệ à đúng rồi, nó thay đổi, con kia là hệ bóng tối. Hệ bóng tối với hệ rock, con này thay đổi là con này hệ thay đổi về con này sẽ là thay đổi thêm hệ điện bóng tối các bạn ạ. À con đó nó bắt mọi nè mọi người, nó bắt mọi nè. Nè mọi nè, con đó chơi nè. Kiểu qua đâu. Con này dưới đây là đa phần là super effect không mọi người. Dùng này đợi rất là lâu các bạn ạ. Treo rất là lâu thì nó mới ra được mấy con này nè. Uầy, ok được rồi. Bây giờ về rủ nấp solo của đội hình của mình á, level hơi thấp nghi rồi, đánh không lại quá các bạn. Nhưng mà con Iron này mình nghĩ là mình tin tưởng nó đó. Rồi trở về thôi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình và nấp solo ở gọi là vùng đất phẳng, do cái đây là khu vực
bị chịu sự sức mạnh của con vậy ta. Iron Throne của mình giảm một cái khu để lắng lắng on luôn. Rất tiếc là mình không thể cho mọi người coi được vì nó giả thiết thôi. Này, được rồi bây giờ mày nó mày làm gì mày chạy đó, mày nghe con khủng long của tao to. Trời ơi, nó thấy cái vùng đất định chạy của nó lút đồ. Khổ ghê, bóng thì nhiều mà vẫn còn mê lút đồ. Ui, nhìn nhìn cuốn mọi người muốn lút luôn. Thì ngặt bây giờ á, mình sẽ đi solo nó. Mày sẵn sàng chứ, nó tao nghe nói mày có được cái con Glacier đúng không? Đâu 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 đâu. Đâu con? Chết nè. Tính ra là mình chưa có con huyền thoại nào trong đội hình đó mọi người. Rồi nó có con ngựa tuyết này. Được. Để xem đội hình của mày sẽ như thế nào. Rồi, let's go. Solo nào. Đây, 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 đây. Đầu tiên. Chết rồi, con heo này. Con heo nó quýnh được con Iron Mood các bạn ha. Bây giờ không biết sao. Cho thử Metal Soul coi. Một chiêu hãy búp đúng không? Wow. Ui trời ơi, con này lửa mà tại sao lại sợ lửa trời? Chết rồi mọi người ơi, không ổn rồi. Iron Mood quýnh được lại con heo con núp đó mọi người, nhục thiệt chứ. Mang tiếng là con xịn á, mang tiếng là con mới mà nhưng quýnh không lại. Ai, cay nha. Được rồi, con heo này mày sẽ không thể nào địch lại được à. Gọi là con công đâu, con công trái cây. Đây. Blizzard nè, đi chứ. Chết cha rồi. Cái này quýnh không ổn rồi, con heo này sao nó mạnh như trời. Con heo của Yuki quá mạnh. Trời ơi, vậy búp ra còn dính được hiệu ứng của con kia. Thôi được rồi, đem á thần ra. Á thần mà thua nữa là mình nghỉ game luôn á. Con heo nhìn mặt của bắp ghê mà nó quýnh kìa mọi người ạ. Ai đừng nói mày chưa. Cái gì? Rồi à, nó chơi chiêu gì quýnh mình mất máu quá trời luôn kìa các bạn ơi. Ây da, đau quá các bạn ơi. Ra cho mình con heo con núp mạnh dữ ta. Hay là cho... À đúng rồi các bạn ơi, một phần nó level cao nữa. Tức quá. Dragon Root, đổi ra đi. Ok. Bin Mitsu, ôi cái này được nè. Đổi tiếp theo lên luôn. Rồi, tao sẽ biết thế nào là cái chết. Móng vuốt rồng. Gì vậy, sao nó lại không quấn vậy? Đờ ra gần mình rít nè con. Mày hả bưởi? Ôi, lúc nó chơi con tàu lao mà nó ăn được. Chết rồi, không ổn các bạn ơi. Nó còn con huyền thoại chưa hiểm ra nữa. Đủ rồi đấy cái con này. Ờ, giờ chị bất hơi ẩu rồi. Đang phải chơi vô lửa nha. Nãy giờ giờ đi lên level quá nhiều. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nó dám dùng solar beam đấy. Mày solar beam đi, tao hút cái đầu mày vô nè con. Rồi, được. Ha, à, con người đá này, con này chắc lít la là chắc chắc. Nè, con. Cái gì vậy? Chết rồi các bạn ơi, không ổn rồi. Chơi chiêu lửa với con này coi. Chơi chiêu lửa nó hơi ngáo ngáo nhưng mà mình nghĩ là ok đấy. Nó bị dính điện cay thế. Con ai? Chết rồi. Toàn rồi các bạn ơi. Toàn rồi, cháu ạ, con núp đợi hình nó full gần trăm hết rồi. Đây. Overheat nè, mày sống hơi lâu rồi đó. Mày sống hơi lâu rồi đó. Nè. Tao hay lửa hả? Tao hay đá nè, sao đánh được tao? À, mày thấy máu mày chứ. Mày thấy máu mày chưa? Strong hit của tao nè. Gần hết mọi loại đối thủ. Nè, con bọ nè. Coi mày chịu nổi được mấy chiêu. Livestream. Mày chịu nổi được mấy chiêu. Ui chết rồi, con này nó không không xin chiêu lửa. Phải đổi chiêu hè thôi. Ủa sao con sao sáu này cứng vậy ta? Trời, đây là cá sấu chúa, mày biết chưa? Cá sấu chúa nó. À, con cá sấu này bởi giết tàu hành xe. Ha còn cá sấu này thề mọi người nó mạnh, dã man. Con này là con starter của mình bắt đầu. Ê, cái gì vậy? À, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, con này á. Ui, học được ít quay rồi, đổi ngay chiêu. Bài đi. Ok, đây, overhit nè. Con cá, con gì, con Venusaur sao mà chịu nổi. Ôi, chịu nổi các bạn ơi. Không ổn rồi. Đỡ chưa hết coi. Vẫn không lại con cá sấu rồi. À được, vẫn được, vẫn được. Lửa. Trời nó trâu con phải đây sao nó trâu mùi. Nó là 110 kìa. Ôi con mình là 107. Trời yeah. Rồi chết rồi. Mày hả bưởi. Lão lão lão. Chết rồi. Con này chúng ta phải cẩn thận thật sự. Ôi chết luôn. Yeah, 47% máu rồi. Ủa, sao mạnh nha. Ui á.
quên nãy giờ không chưa băng. Trời ơi, trời ơi, ok, chùm cuối ra đây, chùm cuối ra đây. Thấy gì chưa? Tyranitar phiên bản Iron Man. Được rồi, chúng ta sẽ dùng chiêu băng băng không, ít quay, mình nghĩ ít quay là sẽ đi nữa được. Mày hả bụi? Ô là trời ơi, được 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 được. Cũng để được mấy gọn. Mày hả bụi, còn gì không? Mày hết đội hình rồi. Quá là cười bắp. Ôi trời, tính là con kia nó gánh kẹo, cá sấu của mình gánh kẹo quá. Bữa sau em búp level lại 100 thôi. Chưa chắc đâu, đợi bữa sau coi liền hai đứa lên full 100 coi. Sẽ biết ai thắng ai thôi con à. Đây coi chụp pin missile. Ôi, tên lửa đạn đạo gì mà hồi nãy không thấy hiệu ứng gì vậy. Đâu Rap Store, ôi cũng được đấy chứ. Con này mới level 80 à. Nó thu level nhiều quá để quét full 100, bữa sau tao tới liền 100 mày đâu quýnh. Thắng được fan nè. Ui đây nó không hiệu ứng mình, bữa sau quýnh đi núp cái thấy được hiệu ứng mày. Được rồi, video của mình tới đây kết thúc rồi. Để bữa sau mình sẽ coi liền cho hai con ngang bằng level coi. Thử coi đứa nào mạnh hơn các bạn. Rồi, ở kết thúc lần này là mình đã có được con thêm một con nữa nè. Iron Thorn các bạn, một con cực kỳ đẹp luôn. Này, mình sẽ giới hạn level này của nó ở đây vào 100 thôi. Nếu mà nó vượt qua 100 quá, 110 hay trăm mấy thì nó bá đạo các bạn à. Còn phải boss thì gần như rồi chắc chắn mình không đụng được các bạn. Nên là bữa sau mình sẽ giới hạn level 100 nha. Được rồi, bye bye mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.